Mọi người biết không, đậu bắp là một loại thực phẩm vô cùng phổ biến ở nước ta. Nó thường được chế biến thành rất nhiều món ăn như xào, luộc, nấu. Chúng ta thường chỉ thấy quả đậu bắp được bày bán tại sạp chợ, siêu thị hoặc từ các cô chú bán hàng rong. Nhưng chắc rất ít người biết từ lúc ươm hạt đến lúc thu hoạch cũng là cả một quá trình vất vả. Nào cùng theo chân chúng em tìm hiểu quá trình này nha. Đầu tiên là cho các hạt đậu bắp đã được ngâm trong nước ấm từ 2 đến 3 tiếng ở khoảng 40 độ C. Quá trình này gọi là ươm hạt nhé mọi người. Hạt giống được ươm thành cây con trong khay trước để cây con có tỷ lệ sống cao hơn. Khay ươm cần được tưới ẩm nhẹ mỗi ngày để sau khoảng 2 đến 3 ngày thì hạt nảy mầm. Từ 3 đến 5 ngày hạt bắt đầu nứt nanh và nảy mầm. Mọi người thấy mấy cái mầm con này đáng yêu không? Khoảng 7 tới 10 ngày sau cây con sẽ đạt chiều cao khoảng 5 tới 10 cm. Khi cây đạt chiều cao 20 cm thì bắt đầu chuyển cây ra vườn hoặc chậu trồng. Cây đậu bắp có nhiều tên gọi khác như mướp tây, bắp còi hay gôm. Đây là một loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Trong đậu bắp có chứa nhiều loại vitamin, các nguyên tố khoáng vi lượng và là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Loại cây này cũng rất dễ trồng và bạn hoàn toàn có thể trồng nó ngay tại nhà.